đoàn làm phim Khám phá Việt Nam chúng tôi lại có dịp trở về vùng đất Thái Bình. Nơi mà đoàn làm phim đến là huyện Hưng Hà, một vùng đất địa linh nhân kiệt đã từng sinh ra những danh nhân, danh tướng góp phần làm vẻ vang lịch sử dân tộc Việt Nam. Có thể kể đến như đất phát tích của Vương Triều Trần, nơi sinh ra Thái úy Lưu Khánh Đàm, nhà bác học Lê Quý Đôn, hay nữ anh hùng Đông Nhung Đại tướng quân Vũ Thị Thục giấy binh khởi nghĩa cùng Hai Bà Trưng đánh đuổi quân Nam Hán. Chủ đề mà đoàn làm phim Khám phá Việt Nam chúng tôi muốn tìm hiểu qua chuyến đi này đó là kiến trúc cổ đặc sắc của ngôi đền Tiên La tại xã Đoan Hùng, huyện Hưng Hà. Đây cũng là ngôi đền gắn với những chiến công hiển hách của nữ anh hùng Đông Nhung Đại tướng quân Vũ Thị Thục giấy binh khởi nghĩa. Từ thành phố Thái Bình dọc theo quốc lộ 10 khoảng 10 km rồi rẽ trái theo quốc lộ 39 về thị trấn huyện Hưng Hà. Theo chỉ dẫn của một số người dân, chúng tôi đi khoảng 5 km nữa là đến xã Đoan Hùng, nơi có ngôi đền linh thiêng thờ vị Đại tướng quân Vũ Thị Thục tọa lạc. Đúng như những gì mà sử sách lưu truyền, có đến tận nơi chiêm bái mới thấy hết được nét cổ kính và những kiệt tác về kiến trúc của ngôi đền linh thiêng này. Đền Tiên La tọa lạc trên diện tích khoảng 5.000 m², đẹp lộng lẫy cả về địa thế và vóc dáng, bao gồm nhiều công trình như hệ thống cổng đền, tòa tiền tế, tòa trung tế, thượng điện và hệ thống sân đền. Theo ngọc phả bản Hán văn tại di tích lịch sử đền Tiên La, thì sau khi đánh thắng quân Nam Hán giành độc lập chưa được bao lâu, thì nhà Hán lại sai Mã Viện mang đại quân tái chiếm đất nước ta. Trước sự hung hãn của quân giặc, Hai Bà Trưng đã chia quân ra chống giữ. Nghĩa quân ta tuy có tinh thần chiến đấu cao, nhưng vì thiếu kinh nghiệm tổ chức, lực lượng còn non trẻ nên phải rút lui dần. Nữ tướng Bát Nàn trở về mảnh đất Tiên La tạm lánh mình. Tuy nhiên, quân địch đã phát hiện và tổ chức vây bắt. Bị hàng trăm quân giặc vây bắt, nữ tướng Bát Nàn lúc đó quyết phá vòng vây, nhưng chỉ chạy đến gò Kim Quy, nay là nơi ngôi đền tọa lạc, thì bị quân giặc vây kín. Trước tình thế đó, nữ tướng quyết không để mình bị lọt vào tay giặc, nên đã tự rút kiếm kết liễu đời mình, quyết lấy máu trả thù nhà, đền nợ nước, giữ trong tấm thân tuyệt sạch để ngày nay vẫn lưu lại với hai câu thơ: thù nhà nợ nước hai vai, một gương liệt nữ muôn đời soi chung. Từ đó đến nay, nơi nữ tướng Bát Nàn hy sinh còn đọng lại với nước non. Ngôi đền Tiên La được xây dựng trên gò Kim Quy bên bờ sông Tiên Hưng để ngưỡng vọng thân thế sự nghiệp của Bát Nàn tướng quân Vũ Thị Thục. Trở lại kiến trúc của ngôi đền, có thể thấy đây được coi là một kiệt tác về nghệ thuật trong kiến trúc Việt Nam. Trong dân gian, đền thờ bà được liệt vào hàng tứ linh tự của phủ Tiên Hưng xưa. Ngôi đền được xây dựng theo phong cách tiền chữ nhất, hậu chữ đinh, với ba tòa chính gồm tòa tiền tế, tòa nhị đệ và tòa hậu cung. Cửa chính của đền nhìn ra hướng Tây. Trên nóc cổng đền người xưa gắn bốn chữ Thiên Hạ Dương Dương, có nghĩa là rõ ràng trong thiên hạ, để tỏ lòng ngưỡng mộ cảnh đẹp nơi đây. Cổng đền gồm 3 gian xây bằng gạch, mỗi gian là một lối dẫn vào đền. Gian giữa rộng và cao nhất. Tầng lầu được thu ở gian giữa theo lối chồng diêm. Trên tường có đặt tượng Bát Nàn tướng quân. Cổng đền Tân La đấy là được xây dựng theo cái kiểu kiến trúc chồng diêm. Đây là cái mô típ kiến trúc cổ mà nó khá phổ biến ở các cái thiết chế tín ngưỡng tôn giáo. Ở trước là nếu ở cổng thường là treo chuông,
Có thể người xưa người ta đã tính cái chuyện âm lượng của cái tiếng chuông khi nó phát ra thì nó tỏa đều ra được bốn phía, nhưng mà nó hướng vào đằng trước và đằng sau là chủ yếu. Cái hài hòa tổng thể cho các cái hạng mục khác của ngôi đền nó tạo thành một cái tổng thể. Khi mà cái người kiến trúc sư người ta xây dựng, người ta thiết kế đấy, thì chắc là có phải có cái tính toán từ cổng mà đến đến hạng các cái hạng mục tiếp theo mà cho đến vào, nó thành một cái tạo thành một cái độ cao nó hài hòa. Qua cổng vào sân là tới tòa tiền tế năm gian, có bức cuốn thư với bốn chữ nổi: Vạn cổ anh ninh, bằng chữ Hán để ở gian giữa. Tòa tiền tế còn có nhiều câu đối, bức đại tự ca ngợi triều Hưng Vương và phẩm hạnh tài sắc của anh hùng Đông Nhung đại tướng quân Vũ Thị Thục. Điểm đặc sắc nhất của ngôi đền đó là tòa đệ nhị, hay còn gọi là tòa trung tế, được xây dựng hoàn toàn bằng đá, gồm 16 cột, 8 xà đá và 8 kèo đá. Cột, xà, kèo đều được chạm trổ công phu. Phía trên là bốn chữ: Tiên La Linh Từ. Còn bốn cột cái chạm tứ linh với các câu đối dọc theo cột: 12 cột quân chạm rồng mây, long, vân. 8 xà thì chạm tùng, cúc, trúc, mai. Ở hai bên sườn và 8 kèo đá được chạm diềm hoa dây và chữ triện. Những chi tiết chạm trổ công phu tạo nên cho nơi này toát lên vẻ đẹp hoàn mỹ, hiếm nơi nào có được. Nhìn vào các hình khối và nghệ thuật chạm khắc của tòa đệ nhị, không khỏi khiến du khách trầm trồ thán phục tài năng của các nghệ nhân tạo nên những đường nét chắc khỏe nhưng lại rất thanh thoát, toát lên được cảm giác ấm cúng và gợi cảm tâm linh của ngôi đền. Cái tòa trung tế này thì nó độc đáo ở cái chỗ tức là cột, xà, kèo, còn là một cái kiến trúc đá liên hoàn, thế nhưng mà nó lại ở trên đó nó những cái mảng chạm long chầu, long quật, long quấn thủy, long vân, thế và nó đan xen với lại cái tứ linh tứ quý, một cái kiến trúc nghệ thuật rất cầu kỳ mà tôi được biết qua tư liệu An Nôm ấy. Thì cái năm 1937, ông Mai Trung Cát, lúc bây giờ là thái tử Đông Các Đảo Sĩ, ông ấy đang làm tổng đốc Bắc Ninh, ông ấy quyên góp tiền và do một cái tốp thợ ông Nguyễn Văn Ngọc, ông ấy đóng dựng 28 người làm trong mấy năm liền như thế. Mà cái kiến trúc, cái việc mà vận chuyển đá về đấy thì trước kia các cụ đi bằng bè mảng, đi sông Luộc rồi vào sông Tiên Hưng, thì cái chuyện đấy cũng đã là một cái kỳ vĩ rồi, nhưng mà để có những cái khối đá dài lớn liên hoàn đấy để làm kèo, làm xà mà ấy, thì tôi đã mời nhiều nhà nghiên cứu về kiến trúc cổ họ đến thì họ đều khâm phục cái kiến trúc như thế. Bởi vì cái tòa này ấy, nó làm theo cái kiểu phương đình, tức là mỗi chiều nó 8 mét, mỗi chiều nó 8 mét, phương đình ấy, tức là một cái đình vuông ấy. Nếu bình thường đặt riêng của nó đã đẹp rồi, nhưng mà nó lại nối được vào cái kiến trúc của tòa bái đường, cái tòa tiền tế và cái thượng điện đằng sau là kiến trúc gỗ, thế là nó đặt vào giữa như thế này, nó phải nói là một cái kiến trúc sư họ hoạch định được cái đấy, tôi cho là cực kỳ tài. Một điểm đặc sắc nữa của đền đó là hậu cung. Kiến trúc gồm 3 gian nằm sâu bên trong. Kiến trúc của hậu cung chủ yếu bằng gỗ, được các nghệ nhân chạm khắc với các đường nét hoa văn sinh động. Nơi đây luôn gợi cảm tính huyền bí tâm linh trong lòng du khách mỗi khi đến đây. Gian giữa đặt bàn thờ, trong có ngai và tượng Bát Nàn tướng quân Vũ Thị Thục. Ở đây cũng là nơi đặt phần mộ của bà. Tòa hậu cung còn giữ nhiều đồ tế khí bằng đồng, gốm
gỗ quý, làm tăng thêm giá trị ngôi đền. Kiến trúc nghệ thuật của đền Tân La là cũng đi vào cái danh mục những cái ngôi đền đẹp của Việt Nam. Về tổng thể thì nó là một cái ngôi đền mà có cái quy mô hoành tráng rồi, nhưng mà riêng cái tòa đá thì nó là một cái với Thái Bình và có lẽ là với cả mấy cái tỉnh lân cận của khu vực châu thổ sông Hồng này nữa là đều có thể coi như nó là một cái độc đáo. Với đền Tân La thì làm cái ngôi đền mà có quy mô kiến trúc to lớn, lộng lẫy cả về địa thế và vóc dáng. Đền Tiên La được nhà nước cấp bằng di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia. Hàng năm, lễ hội Đền Tiên La mở ra đã thu hút hàng vạn du khách gần xa, trong và ngoài nước tới tham quan, chiêm ngưỡng cảnh đẹp và tưởng nhớ tới vị nữ tướng anh hùng Đông Nhung Đại tướng quân Vũ Thị Thục, người đã hy sinh cả đời mình cho độc lập tự do của dân tộc. Đền Tiên La thật xứng đáng là một ngôi đền cổ với những nét đẹp riêng của vùng quê Thái Bình. Những giá trị lịch sử và vị trí cũng như với lối kiến trúc độc đáo, nơi đây luôn được biết đến là điểm dừng chân hấp dẫn với du khách trong và ngoài nước.